Thế sao chú hỏi việc học là lại sắp khóc là thế nào? Em cũng buồn ạ. Sao buồn? Sao buồn? Sao buồn? Cứ nói thật đi, không sao cả. À, cứ nói đi, có chú ở đây không sợ đâu. Em khổ đi bộ ạ. Vất vả quá đúng không? Nói chung là hỏi khi mà cháu Hiệp hỏi cái hôm đầu tiên đấy là vì sao, cũng nói thật mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì cháu Hiệp sẽ chia sẻ với mọi người một câu chuyện của một cậu bé phải nói là hiếu học. Đấy, trước khi vào video thì quý khán giả hãy xem một thước phim ngắn mà cháu Hiệp và vô tình quay được trong những cái hành trình mà cháu Hiệp đi với 6 cháu mồ côi xuống bắt gặp. Đấy, bé Páo thì đã nổi tiếng ở trên kênh của cháu Hiệp gần 1 triệu lượt xem ở trên fanpage rồi. Fanpage Tam Giác Mạch đấy. Mời mọi người xem video nhé. Páo ra đây chú xem nào. Ôi giời, đi ra đây muộn thế. Mua được cái gì đây? Nước thế nào? Thế đứng gọn vào. Nước này là mua hay là mang từ nhà đi? Mua. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ 5:30 chiều rồi. Thế hôm nay đi học là có đói không? Vẫn không ạ. Không đói hả? Trời ơi, chú đang bảo là vào gặp Páo để vào nhà của Páo xem là như thế nào để giúp Páo xin một cái xe đạp địa đấy. Nhà của Páo là đi từ đây vào trong kia có xa không? Có vào kia có phải mẹ không? Vẫn không xa. Kia có phải mẹ không? Mẹ à? Dạ. Mẹ đón à? Dạ. Đấy đó. Ôi lời, mẹ đi đón đây mọi người. Hôm nay rất là cơ duyên lại gặp Páo ở đây. Xin chào Tunia nhá. Đón Páo à? Ôi rồi ôi, thế là đi học quá là tối mẹ sẽ đón như thế. Vâng. Thế là cho chú xem. Ôi rồi ôi, mồ hôi này đúng không? Cho nó nón nha. Thế nào? Mồ hôi. Con đâu rồi? Tạm thế. Mồ hôi thôi. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi đây? Chị cháu bị yếu cổ ấy đúng không? Dạ. Ôi dồi ôi. Thế bây giờ là nhà mình còn mấy người? Páo với ai? 3 người thôi ạ. Bố Páo với mẹ Páo thôi. Vâng ạ. Ở riêng hết rồi. Vâng. Thế nhà mình có to lắm không? Vẫn bình thường thôi ạ. Bình thường thôi. Nhà bằng đất à hay bằng gì? Bằng gạch thôi ạ. Bằng gạch thôi hả? Trời ơi. Hôm nọ cháu Hiệp quay lên thì rất là nhiều khán giả là rất là thương Páo, vẫn muốn xin Páo cho Páo một cái xe đạp điện. Bây giờ đi tầm bao nhiêu lâu nữa là đến nhà của Páo? Nhà em ở gần bên này thôi ạ. Bên này thôi hả? Vâng. Thôi bây giờ tối rồi, chú không vào nhà Páo được. Chú Páo cứ về nhé. Chú cho Páo mấy đồng để Páo đi học nhé. Vâng. Đây, chú cho Páo 50.000 để mai đi học nhé. Em xin chú ạ. Rồi, cố gắng nhé. Páo học lớp 5 nhỉ? Vâng. 13 tuổi lớp 5. Ngày nào cũng như ngày nào đi như thế hả? Vâng ạ. Thế có cách nào để liên lạc với Páo không? Vẫn không ạ. Có số điện thoại không? Có ạ. Có hả? Bây giờ chú số điện thoại nhé. Thế sao chú nói chuyện là lại sắp khóc là thế nào? Hả? Em tắt hết mồ hôi. Tắt hết mồ hôi, vất vả quá đúng không? Vâng. Trời ơi, rất là thương. Thôi rồi, tạm thời hôm nay chú chưa vào nhà Páo được. Nhờ ngày mai nếu mà... Bình thường là đi học từ sáng đến tối à? Vâng. Ngày mai thứ 6 có học không? Có. Buổi chiều ấy? Có. Có. Thế thứ 7 chú lên nhé. Vâng. Thứ 7 thì chú sẽ lên thăm nhà Páo một tí. Đây mẹ của Páo này, hôm nay gặp được cả mẹ của Páo này mọi người này. Thôi chú có một chút nhỏ thôi để mai đi học thôi nhé. Vâng ạ. Đấy, mọi người, mai cháu Hiệp sẽ lên video về nhà Páo để xin giúp Páo một cái xe đạp đi học. Bây giờ là 5:38 rồi. Trời mùa đông nó tối nghịt rồi, chẳng qua đây cháu Trọng đang bật đèn thôi này. Mọi người nhìn thấy là ven đường nó như thế này hết rồi. Đấy, trời ơi rất là thương. Ngày nào mà mình đi mượn là mẹ sẽ đón như thế hả? Có bao giờ mẹ đón ở dưới tận chú Bảy Vương kia không? Vẫn có ạ. Có à? Trời ơi khổ thân. Rồi cháu Hiệp sẽ đi vào nhà của Páo thứ 7. Video đầy đủ luôn. Hôm nay thì muộn rồi, cháu Hiệp phải về rồi. Mà không tí nữa về lạnh lắm, mới tối nữa. nhé. Vâng. Thôi về đi nhé. Rồi vâng, chào Páo. Đây là nhà của Páo nhé, nhà bé Páo là ở dưới này. Đấy. Thì mọi người có tin được rằng là một thanh niên 13 tuổi mà mỗi một ngày đi 16 cây số để đi học, đi bộ nhá. Sáng đi cả về là cả đi cả về là 16 cây. 16 cây. Sáng đi bộ 5 giờ. Tối thì kết thúc tiết năm cũng là 5 giờ rồi. Đây là nhà đây, cũng khá là ok. Xin mời mọi người theo chân. Chào Páo nhá. Đây là bố Páo à? À, rồi, đi vào nhà đi. Thế là mọi lần đi học là đi đường này hay là đi đường này? Đi đường này. Đường này hả? Đây, chú kẹp cái này cho Páo đã, để thu âm nó tốt một tí. Đấy. Rồi, đi vào nhà đi. Có sợ chó không? Vâng. Vâng, chào cô nhá. À. Hôm nọ là đi, mọi người xem video biết rồi, lúc tối hôm kia nhỉ là gặp Páo là ở ngoài đường nhỉ. Vâng. Đấy. Đây, Páo nhìn vào video quay phim ở đây, chú đang quay phim. Páo chào các ông các bà xem nào. Chào Páo, chào các ông các bà, các chào cô, các chú. Chào ạ. Lại rất là cháu Páo. Chào Páo. Cháu tên là Páo. Cháu tên là Páo. Chào các ông các bà. Chào các ông các bà. Rồi, Páo tự giới thiệu bản thân cho các bác xem nghe một tí xem nào. Bao nhiêu năm nay Páo bao nhiêu tuổi? Năm nay em 13. 13 tuổi. Em vâng, lớp 5 ạ. Lớp 5. 13 tuổi học lớp 5 à? Vâng. Đây là ai đây? Mẹ ạ. Đây là mẹ hả? Mẹ bao nhiêu tuổi? Mẹ 50 ạ. 52. 52 rồi. 52 tuổi mà con bây giờ đang là mấy cháu rồi? Páo là út à? Vâng ạ. Còn mấy chị em trước nữa? Còn 5 ạ. Ôi rồi. Ôi rồi. Thế là Páo đi bị học chậm hay là như nào? Bây giờ mới lớp 5 thôi. Em là học chậm thôi ạ. Học chậm mà đi học muộn à? Vâng ạ. Đi học muộn xong là bây giờ mới học đến lớp 5 thôi đúng không? Vâng ạ. Thế là ngày nào cũng đi, là thấy chú Hiệp chia sẻ là ngày nào cũng đi 8 cây số, đi về là 10 cây số đúng không? 16 cây số nữa. Vâng ạ. Phải 16 đấy, bởi vì từ đây đến thị trấn là 8 cây số mà. Học thị trấn thế là ở dưới là bây giờ là tiền sách vở này, bút biết các thứ là mình phải mua hết đúng không? Vâng ạ. Đấy, bây giờ lớp 5 là viết giấy, vẫn viết giấy ô ly đúng không? Vâng ạ. Thế có thiếu vở viết không? Vẫn không ạ. Không thiếu vở viết đâu ạ. Nếu mà chú tưởng thiếu thì chú cho. Bây giờ Páo là thiếu nhất là thiếu cái gì? Bây giờ em không thiếu thì em mua đầy đủ hết rồi ạ. Thế là chỉ thiếu mỗi phương tiện đi học thôi đúng không? Vâng. Thế là ước mơ là muốn là có cái xe để đi học. Nhưng mà đi xe đạp thì không đạp được. Vì thì có đi xe điện thôi. Đường dốc đó. Đường này thế đường dốc cao mà, phải luôn. Ví dụ mà chú quay phim như thế, có các bác nào mà hỗ trợ mình cái xe đạp điện, hoặc là thầy Thảo mà kêu gọi xin được một cái xe đạp điện này có lấy không? Vẫn có ạ. Vẫn có. Thật ra là bạn Páo này là cháu Hiệp thích là cái gì? Rất là thật thà và nói rất là ngoan. Cháu nói rất là ngoan. Video đầu tiên ở trên kênh fanpage Tam Giác Mạch là bây giờ được hơn 1 triệu lượt xem rồi. Gần 50.000 lượt like. Đó. Và hôm nọ thì cháu Hiệp lại bắt gặp Páo đi học về. Mọi người xem ở đầu video thấy rồi đấy. Thì rất là cảm động, bởi vì là ai ở nông thôn mới biết được là cái cảnh mà đi bộ. Lúc đi thì xuôi nhá, đi thì xuống dốc như thế này, đi rất là sướng. Nhưng mà lúc về, lúc đấy hết ăn đói rồi này, hết 5 tiết thì rất là mệt mỏi. Xong là phải đi bộ từ đấy về tối. Trời mùa đông mà người biết rồi, thế là mẹ Páo mới bắt đầu đi bộ ra đón. Chứ không phải đi xe đâu, bố cũng không có xe đâu đúng không? Vâng ạ. Đấy. Nhà mình không có xe máy à? Có, nhưng mà chị bị bắt rồi xong chưa lấy về ạ. Trời ơi, là chị đi bị giao thông bắt đúng không? Vâng ạ. Vi phạm lỗi đúng không? Vâng. Đấy, Nên là thấy mẹ lóc cóc ra đón. Mọi người xem đầu video biết rồi đấy. Bây giờ cho chú vào nhà xem nào. Bây giờ Páo khoe thành tích học tập cho chú xem nào. Đây là bố Páo đúng không? Vâng ạ. Bố Páo có nói được tiếng phổ thông không? Vẫn không ạ. À vẫn không à? Không nói được tiếng phổ thông ạ. Vẫn không ạ. Chỉ Páo thả lu chút xí là? Hay chỉ lò. Nó là mỗi tiếng Mông này ạ? Vâng ạ. Tiếng Mông với tiếng gì nữa? Mỗi tiếng Mông ạ. Tiếng Mông. Páo ngồi đi, không phải sợ đâu, chú có làm gì đâu chú. À, chia sẻ mọi người là video này cháu Hiệp không kêu gọi từ thiện nhé, mà là cháu Hiệp thấy có một cái tinh thần hiếu học của bé Páo. Ngồi đi anh. Thì là cháu Hiệp muốn chia sẻ lan tỏa thôi. Chia sẻ lan tỏa cái sự tích cực này. Và nói thẳng là không kêu gọi từ thiện là những không kêu gọi khác, nhưng mà nếu như có bác nào mà muốn tài trợ cho những bé hiếu học ở trên vùng cao này, đặc biệt là bé Páo, cụ thể là bé Páo, thì hỗ trợ bạn ấy một cái xe đạp điện để đi học. Nói thật là bây giờ chú đến chia sẻ thì trong nữa sẽ chia sẻ các học tập của Páo sau. Đấy, bố của Páo là bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn 24 ạ. À, bố 52 à? Năm 2 ạ. À? Năm 2 à? Năm 2. À, chị cháu xong là? Đúng rồi. Ừ? Chị cháu chị ư? Năm 5 rồi. Hơn mẹ 3 tuổi. Dạ. Nhà Páo thì nếu mà nói về khó khăn thì không quá khó khăn. Nhưng mà khó khăn ở chỗ là gì? Các chị đấy lấy chồng hết rồi đúng không? Vâng. Bây giờ là bố mẹ là có tuổi và không chăm được, chưa sắm được cái xe cho bạn ấy đi học. Hàng ngày Páo đi 16 km để đi học. Nhưng Páo vẫn đi học. So với các bạn khác mà đi học xa như thế này thì bây giờ là bỏ lâu rồi. Thôn mình có bạn nào bỏ học không? Vẫn không ạ. Vẫn không. Thế rồi đi học vất vả thế sao Páo không nghỉ học đi? Tại vì bố mẹ em cho em đi học muộn thì bố mẹ em cứ bảo là em cứ đi học. Thế tại sao mình lại đi học muộn có biết không? Em cũng không biết ạ. À, lớp 1 là học ở đâu? Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 học ở đâu? Lớp 1 là ở trên Nà Đồng ạ. Nà Đồng ở đây này, đúng không? Và... Ô, đây là Bản Trang. Bản Trang là của La Vật Trái chứ? Cho nên La Vật Trái ở trên này. Đây là bản gì? Bản Trang Đông Phây ạ. À, Trang Đông Phây. Là nó thuộc như kiểu là Phiêng Trà, Phiêng Đế đúng không? Vâng. Thế là về thị trấn nhờ. Đấy. Ôi giời ơi. Đây từ bây giờ đây mà sang bên Phiêng Trà cái đi học xa hơn là xuống thị trấn đúng không? Vâng. Là chọn xuống thị trấn chứ không sang bên Phiêng Trà nữa. Đúng rồi. À. Thế thì hỏi bố xem là vì sao con lại đi học chậm? Tiếng Mông nói thế nào? Tách của anh ra. Tách của anh ra. Gì? Gì? Anh ta tỏ tê ơi, cháu cũng không muốn hỏi cả tên lì nè. Hả? Không, cũng muốn do... Mất này uống đánh đá phút là cậu. Ồ, lì. Bác bảo hiệu uống đá phút. À. Mới chuột xuống mất cả đó. À. Nên là ngày xưa là bố đi làm thuê. Không ai làm giấy tờ cho con được. Nên là đến lúc bố về rồi thì mới là làm giấy tờ cho con được đúng không? Thế là thành chậm mấy năm? Chậm 3 năm nhỉ? 3 năm à. 13 tuổi thì bây giờ là lớp 9. À, lớp 8 mới đúng. 13 tuổi là lớp 8. Lớp 8, chậm 3 năm. Chậm 3 năm. Là bố đi làm thuê 3 năm thì coi như là con 3 năm không có giấy khai sinh. Đấy. Như chú mà đi vất vả thế thì chú nghỉ học lâu rồi. Thế thì động lực nào mà Páo lại đi học? Thì bố bạn đi ạ. À, thì mình cứ nghe bố đi thôi đúng không? Vâng. Thế Páo có thích đi học không? Có. Thế bây giờ mà mình các bạn cùng lớp mình là đang có 10 tuổi, thế thì mình làm lớn nhất đúng không? Vâng ạ. Có xấu hổ không? Em cũng không ạ. Không. Vâng. Thế vâng, cháu xin. Thế ở lớp thì mình học có giỏi không? Páo học từ lớp 1 đến lớp 5 có giấy khen không? Vẫn bình thường thôi ạ. Bình thường thôi. Vâng. Thế có giấy khen không? Vẫn không ạ. Vẫn không à? Vâng. À. Tại vì sao? Bởi Páo là một cô bé người Mông. Cũng không phải là phân biệt hay là chê gì đâu, nhưng mà phần lớn quý khán giả và mọi người lên vùng cao sẽ thấy rằng là con em người Mông, thứ nhất là bố mẹ sẽ không quan tâm đến cái việc học hành. Đặc biệt là chị em con gái thì chắc chắn bố mẹ sẽ không cho đi học là phần lớn. ở nhà, vâng, ở nhà để mà làm phụ giúp gia đình đúng không? Vâng. Các chị của mình lại có ai học hết 12 không? Vẫn không ạ, em có một chị chỉ học hết lớp 2 thôi ạ. À. Học hết lớp 2 á? Vâng. Thế còn các chị khác? Các chị khác thì còn anh thì không học, còn một chị cũng không học. Hai. Tất cả là mình có mấy chị mấy anh? Tất cả là cả em thôi thì còn 5 ạ. 5. Vâng. Chị đầu tiên là hai anh đầu tiên? Anh đầu tiên ạ. Không học luôn? Vâng. Anh đầu tiên là lúc trước là bố mẹ em khổ nữa với không, anh mới không đi học được ạ. À, là do khó khăn. Vâng. Thế anh thứ hai? Mỗi mình em thôi ạ. À, thế là thứ hai là chị đúng không? Vâng. Chị cũng không đi học à? Không. Chị từ lâu từ chị mua từ mua cảnh đó là? Lâu từ ớt của mình phải mua. À. Thì ớt thôi. Mua với từ cậu thì ớt mấy từ mà chị tổng mua. À. Chị nhiều mua. À. Thế là có mỗi bạn Páo là may mắn là được đi học đến lớp 5. Thế Páo dự định là học hết lớp mấy? Em dự định ra học lớp 8 thôi ạ. Học lớp 8 thôi. Vâng. Tại sao? Sợ em đi học không được thêm nữa. Sao lại không học được thêm là như nào? Sợ bố không cho đi à hay là như thế nào? Sợ bố không cho đi ạ. Tụi nếp bố cỡ ta tỷ cậu có mà. Ừ, không sợ đâu, chắc bố cho đấy. Cho mà. Thế sao chú hỏi việc học là lại sắp khóc là thế nào? Em cũng buồn ạ. Sao buồn? Sao buồn? Sao buồn? Cứ nói thật đi không sao cả. Nào, cứ nói đi, có chú ở đây không sợ đâu. Em khổ đi bộ ạ. Vất vả quá đúng không? Nói chung là hỏi khi mà cháu Hiệp hỏi cái hôm đầu tiên đấy là vì sao, cũng nói thật mọi người ấy, chia sẻ thật mọi người ấy là cháu Hiệp không phải là kiệt sỉ hay khó khăn gì đâu, mà ngày đầu tiên khi mà gặp Páo ấy thì với những cái sự thật thà và những cái tinh thần hiếu học rất muốn đi học, nhưng mà chỉ sợ là em không đi được, em học đến lớp 8 thôi. Em chỉ muốn học đến lớp 8 thôi vì sợ không đi được, vì là bây giờ là người ta thì có bố mẹ đón, mình thì sáng tự đi, tối tự về. Tối quá thì mẹ sợ bị bắt cóc thì mẹ đi đón, đi bộ đi đón thôi. Nên là khi hỏi đến cái việc đi học, bạn ấy khổ, bạn ấy khóc là như vậy. Chứ không phải vì khổ là nhà nghèo hay bố mẹ cấm đâu nhé, mà khổ vì là đi học quá vất vả. Đấy. Bố mẹ thì không có điều kiện để mua xe cho Páo, chứ không phải là không mua. Đấy, thế nên bạn ấy nghĩ nhiều cái là đã hiểu rồi, đã biết cảm xúc rồi. Đấy. Thế nên buổi sáng là Páo mấy giờ đi học? Buổi sáng là tầm 6 giờ thì đấy ạ. 6 giờ. Vâng. Đi bộ đến trường nó cũng phải tầm 7 giờ đúng không? Vâng. Có bao giờ muộn học không? Vẫn không ạ. Rồi. 3 năm, 5 năm đều không đúp lớp nào. Thật ra trên này thì khu vực gần thị trấn thì hiệu lực học nó tốt hơn. Và quan trọng là phải có cái tinh thần vượt khó như thế. Nếu mà mọi người, các cô, các bác mà đưa con đi thì chắc chắn là 8 cây đi và 8 cây về phải đón đưa rồi. Ở trên này là đi bộ 100%. 6 giờ đi, mùa đông vẫn như mùa hè. Đấy, chiều là mấy giờ mình về từ trường về? Chiều là tầm 4 rưỡi về ạ. 4 rưỡi về. Vâng. Đấy. Thế thì hôm nay nhá, lại quên chia sẻ mọi người là hôm nay là một cái hành trình cháu Hiệp đi công việc trên kia về và đã hứa với Páo là sẽ vào đây quay một cái thước phim để muốn rằng nếu như có bác nào mà muốn tài trợ cho cái sự hiếu học của trẻ em ở vùng cao, đặc biệt cụ thể là bạn Páo, thì có thể liên hệ với cháu Hiệp một cái xe đạp điện để tặng bạn Páo để đi học. Đấy, ở đây thì sẽ có nhiều người sao thằng Tam Giác Mạch mày không tặng luôn đi, thì nói thật là cháu Hiệp cũng không có đủ điều kiện đâu. Một cái xe đạp điện nó cũng phải gần chục triệu. Đấy. Mới là hơn đấy. Mình mua cũ thôi, để tầm đấy. Thứ hai là hôm nay vào thì cũng không có quà cáp gì, nói thẳng là như thế, bởi vì là cháu Hiệp đã chuẩn bị quà ở nhà rồi nhưng mà phải hẹn được, thì khi hẹn được thì lại không mang. Nên là đợt chắc chắn hứa với mọi người rằng là sẽ có một video quay lại thăm Páo. Nếu như có tin vui thì sẽ là tin vui kép, còn không thì cháu Hiệp sẽ có một cái suất quà gửi tới cho gia đình của bạn Páo, nhưng mà sẽ ở video sau đi. Video này thì là đến tay không. Mọi người nói cũng được mà không nói thì cũng chả sao. Bây giờ chúng ta tiếp tục tâm sự một chút với tinh thần hiếu học của cậu bé. Thế là lớp 1 đến lớp 4 là mình được học sinh gì? Học sinh ngoan không ạ? Học sinh ngoan. Vâng. Có phiếu không? Lấy về để khoe với chú xem nào. Vẫn không ạ. Không hả? Vâng. Được mấy phẩy? Lớp 1 là tổng kết năm là được mấy phẩy? Lớp 1 là tần chỉ là được 6,2 không ạ? Ui dồi ôi. Thiếu 3, nữa là được 6,2, là được học sinh gần học sinh khá rồi. Thế lớp 2? Lớp 2 là hình như em không nhớ rồi. Không nhớ lắm. Vâng. Thế lớp 3? Lớp 3 em hơi nhớ mà là cô đọc cho bảo là hình như là 5,7 ạ. 5,7 à, dần giống suy nghĩ chú. Lớp 4? Lớp 4 chú nữa chú 5,5 nữa ạ. À, như thế là không yếu. Cũng là đấy rồi. Nhưng mà học ở dưới kia là có được quay cóp gì không? Lấy đầu ra quay cóp cái gì? Không ạ. À, không hỏi. Mình phải hỏi thật. Có được chép bài không? Tự lực hết à? Vâng. Đấy, thấy chưa? Một cậu em người Mông mà ở nông thôn mà tự học. Đấy là học với các bạn thị trấn nha, mọi người nhá. Bởi vì Đông Phây, Phiêng Trà, Phiêng Đế này là thuộc về nông thôn, nhưng mà lại được xếp vào thị trấn, nên là phải đi học với thị trấn. Mà lực học mà mọi người nghe thấy như thế. Năm nay thì chuẩn bị hết kỳ 1 nhỉ? Vâng. Vừa giữa kỳ 1 xong. Vừa thi giữa kỳ 1 đúng không? Có điểm chưa? Vẫn chưa ạ. Chưa hả? Đấy, rất là ngoan. Thế là buổi chiều tối là mấy giờ mình ở thị trấn về nhà chú hỏi chưa nhỉ? Hỏi ạ. 4:30 hả? Vâng. Thường là một tuần mình học mấy buổi chiều? Một tuần á? Ừ. Ngày nào cũng học hay sao chứ đúng không? Ngày nào cũng học thị trấn là ngày nào cũng học buổi chiều. Ngày nào cũng học. Thế là 4:30 về đến nhà là mấy giờ? 4:30 về đến nhà này đó là về muộn thì tầm 6 giờ gì đấy. Ừ. Cháu Hiệp thường xuyên đi qua đây và bắt gặp những video mọi người xem này là thực tế. Thế là ngày nào mẹ cũng ra đón à? Vâng. Nếu mà mẹ đón sớm nhất chắc là ở trên nhà của chú Bảy Vuông kia đúng không? Vâng ạ. Đấy, là đi bộ thôi. Vâng. Con đi bộ về, mẹ đi bộ đón, bởi vì là nó là đường quốc lộ. Chỉ có duy nhất một mình Páo là đi bộ từ trường về thôi. Vâng ạ. Còn người khác thì có thể là họ bố mẹ đón. Vâng. Hoặc là họ là ở nhà dưới kia rồi. Vâng ạ. Đấy. 6 giờ tối mà mọi người tưởng tượng là có một cậu bé lăn nhắt tự đi tự về. Đấy. Bố bảo là cho học đến 12 đúng không? Đúng. Đấy. Ê, ủa chả chỉ chú ấy phụ Iluche à? Iluche dùng tảnh na. Bố tổ tu một gần ta nè. Mua nhia. Đấy. Không có tiền. Khi mà cháu Hiệp đăng video lên fanpage thì mọi người bảo là sợ bắt cóc. Thật sự là bây giờ chẳng qua là mọi thứ nó ok hơn rồi, chứ còn thời loạn lạc ngày xưa mà đi học như thế này thì nguy cơ lắm. Đấy. Thế mình đi từ lớp 1 đến lớp 5 hả? Hay là... Từ lớp 4 em đi rồi ạ. À, lớp 1 đến lớp 3 là ai đưa đón? Bố mẹ thuê ạ. À, thuê. Vâng. Thuê ai? Thuê... làng. À, thuê làng tức là đưa. Không phải là thuê, có nghĩa là như thế này này là tiện đi đón con thì đón luôn con của mình, ra hàng tháng thì gửi tiền xăng để ghém vào thôi, đúng không? Chứ không phải là thuê, nói từ thuê quá đáng quá. Là ghém tiền xăng vào thì là đúng, vâng, là tiện đón con người ta thì đón luôn con mình. Đấy. Ở trên này có ai cùng học lớp với mình không? Vẫn không ạ. Không. Tại vì em Páo là học muộn mà, nên là bây giờ các bạn ấy bây giờ học lớp lớn hết rồi. Đúng không? Đấy. Thế sao mình không xin ra La Vật Trái học này? Bố mẹ em bảo là La Vật Trái vẫn sai như nhau rồi. Ừ. Mà xuống đấy thì kiến thức nó ok hơn. Đúng rồi. Đi ra La Vật Trái thì chú nói thật là học ở xã thì bao giờ chất lượng nó cũng thấp hơn. Vâng. Đấy. Mọi người có thể nhìn đằng sau cháu Hiệp. Chú xin phép chú quay cái chỗ góc học tập một tí nhé. Vâng. Đấy. Chú Sáu xin phép quay một tí. Vâng. Đây chỗ ngủ Páo đây à? Vâng. Đấy giời. Ok chưa? Quá ok, gọn gàng luôn. Đấy. Đây, chỗ các học tập của Páo đây. Những cái hình ảnh này em nói thật là những bạn ở bán trú thì không nói nhé. Còn những bạn mà học ở xã mà đi về nhà thì cùng lắm là có con cán bộ hoặc là con của... Không có đâu. Kể cả con cán bộ không có đâu. Đấy. Ở trong xã anh nói thẳng ra nha, học sinh là về nhà không bao giờ có cái ấy này luôn. Rồi. Ngày nào cũng 4 tiết liên tục. Có mỗi thứ 6 thôi, thứ 6 là còn có ấy thôi. 4 tiết liên tục. Đấy. Bây giờ đây là góc học tập. Thế tối là Páo có học bài không? Vẫn có ạ. Vẫn có. Wow. Làm bài tập này. Cho thầy xem thử vở viết. Vở viết em để ở lớp hết ạ. Thế còn đây? Đây. Ở đây là vở đọc không ạ? Vở viết ở lớp hết rồi. Wow. Bây giờ là xem cái vở này, bài tập. Vở cái này là sách đúng không? Có vở bài tập tại nhà không? Ừ, cô nộp, cô thu hết ạ. Ừ. Cô thu hết rồi. Wow. Nếu mà có vở bài tập tại nhà thì để xem là đấy. Giàng mí Páo đấy, chữ đây đúng không? Chữ này của em đây đúng không? Wow. Nắn nót thêm đi nhá, viết chắc tay vào nhá. Vâng ạ. Này viết thả lỏng tay quá rồi. Thế là bình thường một tối ở nhà của Páo sẽ diễn ra như thế nào? Bình thường của em là ví dụ ngày hôm nay đi, về chú ngắt lời nhá. Ví dụ ngày hôm nay thứ bảy thì Páo ở nhà làm gì? Sáng dậy làm gì? Sáng dậy rửa mặt xong đánh răng, xong rồi ăn cơm, xong bố bạn đi cắt cỏ một chuyến về ở nhà. Cắt cỏ cho bò này, cho trâu đấy đúng không? Không, là ở nhà quét nhà, dọn dẹp nhà, nấu cơm. Vâng ạ. Thế chiều? Chiều thì em nấu, em quét một ít nhà, mẹ nấu một ít cơm. Xong tí tối em bố mẹ ăn cơm, xong thì tí em học bài thôi ạ. Rất là hiếu học, chăm học. Thế học bài là mình học những cái gì, làm những cái gì? Học những tiếng Việt nữa, toán không ạ? Toán. Vâng. Thế không mang vở về thì học kiểu gì? Đây này. Cô thu hết rồi. Nhưng chạy sắc lược trước em hiểu không? Nếu là sợ quên rồi cô thu hết rồi. Có nghĩa như này này, về nhà là sẽ lại vẫn có một bộ về nhà, sẽ là học lại hết bài cũ để lần sau lên các cô kiểm tra lại đúng chưa? Vâng. Và học phát thảo qua là đọc qua những bài trước đi để có cái căn bản trước và lên các cô sẽ dạy chuyên sâu hơn. Thì các bé sẽ nắm sâu và chắc hơn. Đấy. À, như vậy là như thế. Có phải là ví dụ hôm nay thứ bảy chủ nhật thì xóa đi đúng không? Tối chủ nhật bắt đầu học tiếp. Tối chủ nhật mình sẽ học thứ hai là ở đây sinh hoạt. Sinh hoạt học cái gì? Chào cờ. Cái gì? HDC là cái gì? DC là chào cờ ạ. DC mà lại là chào cờ. Sinh hoạt dưới cờ. Lịch sử địa lý đúng không? Đúng không? Vâng. Toán. Thế là tối chủ nhật là mình sẽ chuẩn bị hai môn này. Thế là chưa ăn cơm ở trường đúng không? Vâng ạ. Chưa ăn cơm ở trường thì có mất tiền không? Vẫn không ạ, cô cho ạ. Có nghĩa là không phải nhá, phải chia sẻ với mọi người một chút như này cho rõ nhá. Các bạn ở thị trấn sẽ mất phí để mất tiền ăn. Và hình như là như bé này thì đặc biệt hơn một chút là sẽ có một nguồn của lớp trích ra để hỗ trợ cho bạn ấy ăn trưa. Là cái này là cái nguồn riêng của lớp và của giáo viên, chứ không phải là của các bé. Dành cho những bạn mù sâu mù xa. Đấy, đấy là cái lòng hiếu học và cái lòng của các bé, lòng thơm thảo của các bé. Là biết hỗ trợ nhau rồi. Đấy, đấy sẽ là góp lại để lo cho bữa trưa cho bé, như kiểu là bao nuôi bé. Đấy, nó rất là ý nghĩa cái vấn đề như thế. Thế là có học ngày xưa, thế mày học giống chú rồi đấy. Nói chung là nãy phải thử một tí xem là học ở thị trấn là có được chép bài không, có được quay cóp không, mà có cái lực học đấy. Nói thật mọi người là cháu Hiệp cũng là người đi dạy học nên là nhiều lúc là vẫn phải muốn quay trở lại ngày xưa học thật, nhưng học bây giờ con thua. Hiện tại là cháu cũng đang đi dạy đây. Bây giờ xem nào. Bây giờ thử tiếng Việt nhá, thử đọc một tí nhá. Ok, test một tí xem nào. Lớp 5 này thì đọc trôi rồi. Chỉ mong là chú chỉ mong là video này lên sóng ấy thì Páo sẽ nhận được một con xe đạp điện để được đi học. Nếu mà có xe đạp điện thì có đi học hết 12 không? Vì là xe đạp điện là... Đây, Páo ngồi đây với chú xem. Quãng đường của bé đến trường là mất 18 cây số của mọi người. Nhưng mà biết đọc không? Đọc được đúng không? Bình thường ạ. Bình thường. Ok, chú sẽ chọn một bài nào thấm thật hay vào đây. Bây giờ chú hỏi nhé, nếu mà có một cái ước mơ thì Páo có ước mơ gì? Ước mơ của Páo sau này làm gì? Ước mơ của em làm bác sĩ hay làm thầy giáo hay làm bộ đội? Không, anh đừng mớm, để xem là bạn ấy muốn gì. Mình đã nghĩ là mình đi học để sau này mình làm gì chưa? Em ước mơ của em là đi làm thôi ạ. Đi làm gì? Đi làm như anh chị hả? Vâng. Là đi làm công ty kiếm tiền về nuôi bố mẹ. Đúng không? Nhưng mà sao chú hỏi việc học mà cứ khóc là thế nào? Nghĩ khổ quá hả? Buồn quá đúng không? Tại vì sao chú lại quyết định vào đây để ghi hình một thước phim và chú đang nhờ chỗ thầy Thảo rồi là mấy anh em kết nối để mỗi người một chút đấy. Nếu mà thiếu khoảng 1 triệu thì chú giúp được, nhưng mà cái xe đạp điện nó to quá, giá to quá nên chú không giúp được. Nếu mà khoảng 1 triệu thôi thì chú giúp được ngay. Xe đạp thì mua được, nhưng mà xe đạp chỉ được lúc đi thôi, lúc về thì lại vất vả nữa, nên là chú không mua tặng là như thế. Nói thật mọi người là nó là xuống dốc, thì khi mà đi ấy thì rất là ngon lành, nhưng mà lúc về mà đã đói rồi lại còn muộn tối nữa mà dắt xe nữa thì đúng là gánh nặng, chồng chất gánh nặng. Đấy, thế nên là hôm nay chú mới đến đây để ghi một thước phim, xong nhờ thầy Thảo nữa đến cùng nhau xin. Ví dụ góp vào và được 7-8 triệu thì tìm một cái xe đạp điện để mình về, tối mình về thì mình sạc, sáng hôm sau mình đi. Thì xe đạp điện nếu mà đi một mình thì vẫn đi bình thường. Và chỗ nào dốc quá mà nó yếu thì thôi mình dắt cũng được, không sao cả. Nhưng mà nó đỡ, ví dụ như mà có xe đạp điện thì nó đỡ hơn nhiều. Đấy, ước mơ là em muốn đi làm, chỉ muốn đi làm thôi và kiếm tiền. Nhưng mà bố đã bảo học hết 12 thì ít nhất là mình cũng phải học hết 12 nhé. Bây giờ là làm cái gì để tạo vấn đề điểm nhấn để bé có động lực đi học được, chứ đi bộ suốt như thế này thế, anh sẽ nghĩ là không, bé không. Thế mới được. Nói là vẫn muốn xin một cái xe đạp để xe điện đấy để mà đồng hành cho bé đi học từ nay cho đến hết lớp 12. Nếu mà không có xe thì chắc chắn là cái việc học sẽ bị gián đoạn. Cháu Hiệp mới nói kể cả bản thân cháu Hiệp thế thôi. Ngày xưa đi học, cháu Hiệp đi học thì cũng phải tầm 9 cây đốt đuốc đi, nhưng mà hồi đấy học mãnh liệt lắm. Ngày xưa chú cũng đi đốt bó đuốc như này này, buổi sáng đi, hoặc là có cái đèn pin là xịn hơn là có đèn pin, thì sáng đi, xong là nắm cơm đi, gói cơm đi, xong là trưa là lên đồi ăn, bởi vì mình không có thịt thì mình trốn lên đồi ăn thì các bạn không biết, hiểu chưa? Xong là đến giờ học lại học về, tối cũng lại về nhà như Páo thôi. Chú cũng hết chuyên nghiệp rồi chứ không phải mới hết 12 đâu. Cố gắng nhé. Tương lai mà chú dặn này, bây giờ học thật giỏi để tương lai làm công an, làm bộ đội hoặc làm bác sĩ nhé. Ví dụ như Páo bây giờ đang rất là chiều cao đẹp, con người như thế này thì chỉ cần học giỏi thôi, thi vào các trường bộ đội với công an ấy, thì mình sẽ được đi làm nhà nước luôn. Và đi học cũng nhà nước lo cho mình cũng không phải... Cứ đỗ một phát là nhà nước lo hết rồi, mình chỉ cứ đi học thôi. Đấy, chú hôm nay hy vọng rằng là sẽ cùng nhau xin được cho Páo một cái xe đạp điện. Chú chả phải xin cho Páo chú được lợi lộc gì, nhưng mà chú thích cái tinh thần học như thế này, hiếu học là thích rồi. Đấy. Số điện thoại có rồi nhá. Nếu thiếu giấy, bút, sách, cặp, giày dép, quần áo các thứ cứ alo nhá. Nhưng cái đấy thì chú lo được. Đây thầy Thảo thầy cứ lo được. Ở nhà thầy có nhiều lắm. Có thể là mai em xuống chợ có thể vào thầy nhà thầy cho. Cả quần áo lẫn cả sách vở. Mà không, thật ra bây giờ muốn thế này này, nếu mà nó ngoan như thế này ấy thì nếu thích ấy, thì ra nhà chú ở thì đi học cũng gần. Nhưng mà bố mẹ có đồng ý không mới là vấn đề. Đấy, nếu mà ở nhà chú thì lại đi ra đấy thì chỉ có thêm bát thêm đũa thôi, còn ăn uống chú lo hết, không phải lo đâu. Hiểu chưa? Qua là chú sợ là đi xa nhà, nhớ nhà, rồi là bố mẹ cũng đang cần người làm việc nữa thì nhiều lúc là cũng rất bất tiện, không thì ra nhà chú ở, ăn uống chú lo hết. Đấy. Nắng lạnh điều hòa máy giặt cái gì cũng có. Quan trọng là có điều kiện để học đã. Sau này mà 10 năm nữa mà thành tài thì lúc đấy đến thăm chú, mời chú chén rượu là chú vui rồi. Ví dụ thế thôi, chứ không đòi hỏi cái gì cả. Nhưng mà thôi, tinh thần là như thế. Chia sẻ cái câu chuyện hiếu học của bé Páo. Hiệp chia sẻ kỹ, hỏi kỹ bé một tí về cái hành trình đi học của bé hàng ngày xem nào. Hàng ngày, hàng tuần xem gặp khó khăn trở ngại như thế nào. Ví dụ mùa hè thì mình có khó khăn gì không? Mùa hè thì em không ạ. Chỉ có nắng thôi. Thế bây giờ chú hỏi thì từ lớp 4 đến bây giờ mình đi học, đến bây giờ có bao giờ mình bị người ta dọa hay là bị chó đuổi hay là tối sợ quá khóc hay là như thế nào không? Em không bao giờ sợ ạ. Không bao giờ sợ. Em đi quen rồi. Quen rồi. Thế những ngày đầu tiên thì như nào? Ngày đầu tiên thì bố mẹ em bảo em tự đi thôi ạ. Bố mẹ em đưa em đi đường mấy đoạn, xong bố mẹ em bảo em đi dần dần em đi quen ạ. Ngày đầu tiên là chắc đưa đến chỗ chú Bảy Vuông đúng không? Xong bố cứ bảo là ấy cứ đi theo đường đúng không? Đi bên phải về bên trái đúng không? Cứ thế. Đấy. Mạnh, gọi là mạnh mẽ và nghị lực đấy, phải nói là như vậy. Đi cả về một ngày là 16 cây số. 16 cây số. Sáng là đi 8 cây số và chiều đi về là 8 cây số, 16 cây. Đều như Vắt Chanh. Đều. Có nghỉ buổi học nào không? Có khi thì nếu là mưa to thì em Xin cô nghỉ ạ. Mưa to quá thì mình không đi bộ được. Trừ ốm mới mưa to thôi. Vâng. Còn đâu là không nghỉ ngày nào. Vâng. Được đấy. Duy trì đi bộ 16, 16. Cháu Hiệp nghĩ rằng là gần 300.000 khán giả đăng ký kênh Cháu Hiệp, mỗi người 100.000 thôi. Chắc chắn Páo sẽ có được xe đạp điện. Cháu Hiệp đã nói rồi, bản thân Cháu Hiệp chỉ hỗ trợ được 1 triệu đồng thôi. Còn cộng đồng mạng hãy chung tay giúp cái tinh thần hiếu học của bé này. Đầu tư cho tương lai chính là đầu tư cho đất nước. Cháu Hiệp nghĩ rằng là như vậy. Với những tinh thần như thế này thì sau này đi học về và đóng góp cống hiến cho bản làng, cho quê hương đất nước. Đấy chính là những cái sự mình đang gửi phúc mùa sau và mình đang gọi là đang gửi lãi đấy, kiểu như vậy. Thế thì nếu như sau video này mà các bác, các cô, các chú giúp được khoảng 8 triệu mà mua xe, thiếu chú sẽ giúp 1 triệu là mua một cái xe đạp điện cũ thôi nhé. Mình không cần mua mới đâu. Cũ và nó vẫn tốt, xong mình về mình sạc điện là được rồi. Vâng ạ. Đấy, chú hy vọng là như thế, còn sẽ phải chờ thời gian. Đó, bây giờ là Páo đọc một bài thơ gửi tặng khán giả của chú Hiệp xem nào. Đấy. Đoàn thuyền đánh cá, mạc trời xuống biển như hòn lửa, sao đá cày thêm sơn sập cửa, toàn thuyền đánh cá lại ra khơi, cầu hát căm buồn cùng gió khơi hát rằng cá bác biển động lạc, cá thú biển động như đoàn thoi thêm ngày diễn biển muốn lồi sáng đến diễn lưu ta đoàn cá ơi. Ta hát bài ca gọi cá vào gó thuyền đá, có phịch chạm cao biển cho ta cá như lòng mẹ nuôi lớn đời ta tự buồn nào. Tiếp. Sau mờ kết lựu kịp trời sáng ta kép là xoan tan chúng chung cá nặng vàng bác đổi vàng reo rác đồng lựu xếp buồn lên đóng nát hùm cầu hát cam buồn với gió khơi đoàn thuyền chạy đưa chúng mặt trời đỗ tôi đội biển nhổ màu mời mát cá hụi hoàng muốn dặn phơi. Được đấy nhỉ. Vâng. Thế này là còn phải tập đọc thật là nhiều nữa nhé. Vâng. Nhưng mà nếu mà lớp 5 thì cũng không yêu cầu nhiều. Có đấy. Là lên cấp 2 đã, hoặc là thị trấn lên cấp 2 nó rất là khó. Bây giờ là tại vì bạn ấy đi học muộn nên là gần như là mọi thứ nó là qua. Tuổi thì vẫn đang dùng ngôn ngữ Mông. Đến 18 tuổi mới đi học lớp 1 đúng không? 8 tuổi lớp 1 nhỉ? Vâng. Lúc đấy là vẫn đang chơi nói tiếng Mông thôi đúng không? Nói tiếng Mông chưa nói tiếng phổ thông thì bây giờ vẫn đang là tiếng bà bẹ thôi. Rất là khó để mà em bé ấy được lưu loát được tiếng phổ thông. Như vậy là cũng đã tốt rồi, tốt hơn rất là nhiều các bạn khác ở vùng cao rồi. Cố gắng đọc thật nhiều nhé. Luyện đọc thật nhiều. Nói chung là đọc như thế này chỉ được khoảng 5 điểm thôi. Cố gắng. Nhưng mà khi mà vào bất cứ thôn bản nào, đặc biệt là vào gia đình của người Mông ấy, thấy các bạn ấy nhỏ mà có một cái góc học tập đây, tận dụng cái bàn ăn cơm đúng không? Để làm góc học tập luôn, thật sự rất là mừng. À gì? Mẹ bà gì? Mẹ bà à. Các anh về đây bảo em chăm chỉ học tập ạ. Là phải nghe. Đúng rồi. Nào, bây giờ thì như này nhé, thì đi ra đây. Thầy vẫn muốn hỏi một tí là bây giờ ước mơ của em là cái gì nào? Đấy, cái nguyện vọng của em hiện tại là bây giờ là muốn cái gì? Ước mơ của em là chỉ có muốn cái xe thôi ạ. Thế là bây giờ là mong ước của em là mong ước một xe đi học, một cái xe đạp điện để đi học đúng không? Vâng. Tại vì là quãng đường đi học là rất là xa xôi và khó khăn. Sáng đi 8 cây số xuống đường dốc và về thì lại đi 8 cây số leo đường đèo về, là đi vượt núi về đúng không? Vâng ạ. Đấy. Rất là mong được mọi người chia sẻ lan tỏa để giúp đỡ cho bé được một cái xe, về cái tinh thần hiếu học của bé. Vì bé bây giờ 13 tuổi mới học lớp 5 thôi. Bố vì tương lai của các bé mà đi làm 3 năm thì không làm được cái giấy khai sinh cho bé đi học. Thế nên là 3 năm bố đi làm về thì mới làm được giấy khai sinh để bé đi học, thì bé đi học chậm hơn mọi người là 3 tuổi. So với các bạn bè đồng trang lứa. Bà có biết vì sao mẹ bảo là phải học, phải cố gắng học không? Có ạ. Vì sao? Vì nhà khó khăn ạ. Đấy, đúng. Mấy gái nữa là chú nói thế này này, tại vì là chắc tuổi anh thôi, bố với mẹ của Páo nhìn thấy được là anh chị đều không được đi học. Bây giờ cuộc sống rất là khó khăn đúng không? Nếu được đi học thì đã khác rồi. Đi học thì sẽ đi làm bằng đầu, óc. Còn không đi học thì sẽ làm bằng chân tay. Hiểu chưa? Nó sẽ phân cấp rồi. Người có học thì sẽ làm môi trường nó đỡ vất vả hơn, đúng không? Đấy. Đấy là một trong những cái điều mà tại sao khi mà anh em mình đang nói, mẹ của Páo nói là các anh các chú đến thăm thì dặn dò là học giỏi thì nhớ cố gắng. Đấy là những cái mà từ một người mẹ. Bố với mẹ của Páo chắc cũng không học lớp nào đâu đúng không? Không. Đó. Thế thì bây giờ thôi, thế này thì muộn rồi. Thì anh sẽ với Trọng sẽ đến thăm Páo vào một ngày gần nhất và sẽ có quà. Đấy. Và mong rằng video lên sóng sẽ có một cái nhà hảo tâm nào đó hỗ trợ cho Páo một con xe đạp điện. Vâng ạ. Nha. Vâng. Nha. Xin chào. Hai liệt. Lúc này mà tu là tu ba trỏ bảo tụi này lâu một gần tao mà là mà pe lò ba trọ thò xe tàu nhìa mà pe pa tổ tu iluche dùng tạch chứ lê chứ la kia điều kiện gia đình không có nhưng mà rất ba con đi thì ba lò cái đó này pe từ mình nhỏ này lò được pe mấy tỉnh mua quá chả mình xài trao rồi. Tụi mình xài muốn cho vào là chết rồi. Sang là ăn quả thiệp đám cưới luôn. Đưa thế thôi. Bố mẹ của Páo và mời anh em mình thứ ba là đến ăn cỗ, bán con gái, gọi là gả con gái. Thôi thì tinh thần là biết thế đã nhé. Chú chưa biết là có đến được không. Bởi vì thứ ba thì rồi, cứ biết lịch như thế đã. Thứ ba mình vào đấy, vừa đến thôi nhưng mà đã nhận được cái lời mời rất là thân tình của gia đình rồi. Thế mới thấy là trong thâm tâm của bố mẹ Páo chắc chắn là những con người mà rất là tuyệt vời. Đấy. Bảo bố mẹ thế nhá, chú đến không có việc gì đâu. Chỉ muốn đến để chia sẻ câu chuyện của Páo lên. Là ai mà thương sẽ gửi tiền để giúp mua đúng một cái xe đạp thôi nhá. Còn quần áo, giày dép, mũ, nón, sách vở, bút các thứ thì đây, hai anh sẽ lo được. Không cần phải xin ai. Còn thầy giáo Thảo đây và những cái to thì sẽ phải mua thôi. Bên đây đấy. Thôi thì cố gắng vất vả nhá. Hy vọng video này lên sóng thì bé Páo sẽ có được cái xe đạp. Cháu Hiệp không xin từ thiện cái món khác nhé, chỉ xin đúng mua cái xe đạp cũ. Hoặc là bác nào nhà có xe đạp điện mà anh chị nhà mình đã học xong cấp 3 mà đi học đại học rồi không dùng đến, gửi lên đây cháu Hiệp xin. Cháu Hiệp sẽ đi sửa sang, rửa ráy lại xong là tút tát lại để Páo đi học. Páo là biết đi xe chưa? Ừ, em cũng hay tập xe máy rồi ạ. À, ai giả, được. Thế thì mình đi xe đạp điện là hợp lý nhất. Đó, như vậy nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong thước phim tiếp theo. Chưa bao giờ thấy rằng một cậu học sinh nói đến học lại rơi nước mắt. Không phải vì nhà khó khăn, không phải vì là học dốt, mà là vì sợ không được đi học. Và vì đi học vất vả quá. Thật sự là một câu chuyện rất hay mà cháu Hiệp muốn chia sẻ với mọi người. Thế nhá, bọn cháu uống nước, bọn cháu xin phép đây. Vâng.